Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học tự học lập trình CSAP Ngày hôm nay chúng ta sẽ giải bài tập CSAP 26 trong series về list trong CSAP Bài tập yêu cầu chúng ta viết chương trình trả lời kết quả các phép tính Thì các phép tính ở đây chúng ta để dưới dạng là một lít Các bạn thấy là list này chúng ta có các phần tử như sau này Một chuỗi đầu tiên là 2 cộng 5 cộng 7 bằng Chuỗi thứ hai là 5 x 10 bằng Chuỗi thứ ba là SQRT 16 bằng Đấy, Chuỗi thứ tư là 12 chia cho 2 lấy dư bằng chuỗi cuối cùng là 5 chia 2 lấy nguyên bằng thì nhiệm vụ chúng ta là phải nhập làm sao để chúng ta xuất ra các câu hỏi tức là xuất ra từng phần tử là như này ạ từng phần tử thôi 2 cộng 5 cộng 7 bằng và người dùng người ta sẽ nhập kết quả sau khi nhập xong thì chúng ta phải so sánh xem là kết quả nó đúng hay sai nếu đúng thì chúng ta trả lời là correct và next câu hỏi còn nếu sai thì chúng ta trả lời là sai và đưa ra câu trả lời và chúng ta cũng chuyển sang câu hỏi tiếp theo các bạn mở video lên chúng ta sẽ cốt bài này nhá Create a new project này Còn số app next nay là bài 183 Giải bài tập C26 Đây là đề bài này Đầu tiên chúng ta hình dung cái hướng giải bài này như sau Các bạn nhìn này chúng ta có một cái danh sách Và các phần tử là các chuỗi đúng không Mỗi một chuỗi để cách nhau bởi dấu phẩy thì khi các bạn khai báo một danh sách xong Chúng ta dùng vòng for duyệt Thì các bạn có phải là chúng ta thu được từng phần tử này không Đó chính là các câu hỏi Sau đó chúng ta sẽ xử lý cái việc là chúng ta Thêm vào cái đoạn là cho người dùng nhập trả lời sau Đầu tiên chúng ta cứ khai báo danh sách trước Sau đó chúng ta duyệt từng phần tử để các bạn nhìn nhá Chúng ta sẽ khai báo danh sách trước này Gọi là một list đi là i từ trinh đúng không ạ Các list các phần tử chuỗi mà đây này Phần tử chúng ta đang đều chuỗi cả Chúng ta sẽ khai báo thôi thì chúng ta sẽ bê nguyên cái đám này xuống đây là cách khai báo mà chúng ta khai báo các phần tử theo ý đầu bài cho đúng chưa cái tên danh sách thì chúng ta để là quét cho nó giống đề bài như này tức là đề bài nó cho các bạn một cái danh sách là quét các phần tử như này thì chúng ta thì khai báo theo theo ý của đầu bài muốn thôi đúng không thì các phần tử các bạn gõ như này nhá là hai cộng năm cộng bảy này bằng này phần tử thứ hai là trong nháy kép 5 x 10 bằng này sqrt của 16 bằng này 12 chia 2 lấy dư bằng này 5 sược sược 2 5 chia 2 lý nguyên bằng đó bây giờ chúng ta sẽ duyệt này Đây, các bạn duyệt các bạn nhìn luôn này for int cho, cho y chạy từ 0 cho đến y nhỏ hơn quét chấm cao quét chấm cao các bạn biết là nó đẩy về cái số phần tử của thằng này rồi đúng không các bạn cũng có thể đếm thủ công là xem à 1 2 3 4 5 nhưng mà không ai người ta làm thế người ta sẽ cho y chạy từ 0 cho đến nhỏ hơn thằng quét chấm cao tức là số phần tử nó sẽ ra ở đây và chúng ta tăng biến đếm lên một đó sau khi chạy xong thì chúng ta làm gì mở ngoặc nhọn ra thôi Viết viết khối lệnh của nó chẳng hạn như các bạn xuất từng phần tử ra nhá các bạn sẽ gì quét tại y đúng không ạ xuất phần tử tại y ra bởi vì khi các bạn chạy từ 0 cho đến y nhỏ hơn quét chấm cao này, này nó sẽ ra index của từng phần tử trong cái danh sách này đúng chưa khi các bạn chọn console right line quét y này này thì chúng ta sẽ nhận được cái gì các bạn nhìn nhá console chấm để chúng ta dừng màn hình lại này con số mở ngoặc đóng ngoặc chấm phẩy rồi em năm thì các bạn thấy là chúng ta đã duyệt được từng phần tử hay nói khác là nhìn từ giao diện ra thì nó đang là là từng câu hỏi rồi đúng chưa nhiệm vụ tiếp theo chúng ta là gì cho người dùng nhập câu trả lời thôi thì nhập câu trả lời thì chúng ta vẫn chỉ viết thêm vào trong này thôi đúng chưa đây chúng ta sẽ thêm một cái dòng gì cvf tap tap console right Đó. cho người dùng nhập vào nhưng mà chúng ta không ghi gì cả bình thường chúng ta gì ghi vào đây là mời nhập vào kết quả đúng không thế nhưng mà bởi vì câu hỏi chúng ta đã có dấu bằng rồi cho nên là chúng ta ngầm hiểu là người dùng người ta sẽ nhập cái câu trả lời vào chỗ này thôi nhập xong thì chúng ta làm gì gắn biến cho nó int answer chẳng thế answer bằng int chấm phạt đúng không ạ chúng ta lấy cái dữ liệu người dùng nhập vào ấy và chúng ta ép sang kiểu nguyên đúng không dùng là console chấm Read line. Mà ngoặc đóng ngoặc. Đó. Tức là sau bước này thì người dùng đã nhập vào một cái kết quả nào đó rồi, chúng ta gắn vào int ans. Đó. Gắn xong thì chúng ta so sánh thôi. Nếu so sánh với câu trả lời, đúng không ạ? Để so sánh với câu trả lời thì chúng ta phải có câu trả lời để chúng ta so sánh trước. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái mẹo như sau, nó tạo ra một cái list, à, list lưu câu trả lời. List này, bạn mở ngoặc nhọn ra int đó thì nó gợi ý như này chúng ta sẽ tạo ra một list mới thì các bạn sửa cái quét này này thành câu trả lời chẳng hạn thế tên danh sách là trả lời rồi bây giờ chúng ta sẽ liệt kê các cái phần tử ở trong cái list trả lời này là câu trả lời thôi thì hai cộng 5 cộng bảy là bao nhiêu 14 đúng không bạn lưu 14 vào đây 14 này tương tự như thế là 5 x 10 bằng 50 rồi là căn bậc 2 của 16 bằng 4 12 chia 2 lấy dư thì bằng bằng 0. 5 chia 2 lấy nguyên bằng 4. Đã, tức là chúng ta lưu tất cả câu trả lời trong này rồi. Tí chúng ta chỉ so sánh với nó thôi. Rồi. Các bạn hình dung là các phần tử của cái list câu hỏi ấy, và các phần tử của list câu trả lời, cái index của nó là tương ứng với nhau. Các bạn nhìn này. Cái phần tử đầu tiên câu hỏi là đầu tiên này này là index 0 đúng không? Thì câu trả lời của chúng ta nằm trong cái danh sách trả lời index cũng bằng 0. Như vậy khi các bạn duyệt cái danh sách y bằng 0 cho đến y nhỏ quét chấm cao này này thì đồng nghĩa với việc là cái chỉ số nó chạy y index của thằng à, bên trên là chạy thì index nó trùng nhau mà đúng không thì khi các bạn giống sang index của thằng này kết quả nó cũng giống nhau bên ta chỉ cần so sánh thôi nếu nếu câu trả lời tức là answer này này mà bằng bằng cái trả lời tại y thì tức là ta trả lời đúng trả lời đúng thì làm nào cvk thông báo thôi là correct đúng không ạ correct này rồi còn nếu sai l sai chúng ta thông báo là gì? Sai và chúng ta đưa ra câu trả lời. CVK tap tap. Trả lời là sai đúng không ạ? Wrong. Và chúng ta đưa câu trả lời là the answer y. Đấy. chúng ta sẽ chuyển vào cái gì? Trả lời tại y. Bởi vì trả lời tại y chính là cái câu trả lời tương ứng với câu hỏi này nè đúng không? Vậy mình giải thích rồi là index 0 thì thằng này cũng là 0 này, index 1 thằng này cũng là 1 này, cho nên chúng ta chạy chỉ số y nó chạy cùng index cho nên chúng ta sẽ xuất ra được cái trả lời tại y là cái câu trả lời tương ứng với câu hỏi. Rồi ra ngoài chúng ta dùng gì? ở à đây có con số đích rồi. Bé các bạn chạy thử nhá em năm này để chúng ta hình dung thêm chương trình chạy như nào này. Đây ở vòng for đầu tiên này y chúng ta chạy từ không đúng không? Y tại không và chúng ta xuất ra cái dòng quét tại y. Thằng quét tại y chính là gì? Quét tại không, quét tại không thì nó đẩy ra cái giá trị là hai cộng năm cộng bảy bằng. được chưa? y bằng không đúng không? Bây giờ nó sẽ chạy đến cái dòng console line và nó đang dừng chuột ở đây. Các bạn sẽ nhập kết quả này. Giả sử chúng ta nhập vào là 14, enter một cái. Khi các bạn enter xong, thì cái thằng ans này nó sẽ gắn cái giá trị 14 vào đây, được chưa? Nó đọc dữ liệu từ bàn phím nhập vào này và nó ép kiểu nguyên gắn vào biến ans. Sau khi gắn xong thì nó đến thằng if này nó kiểm tra, kiểm tra xem cái thằng 14 này này nó có bằng cái câu trả lời tại y không? Y của các bạn đang bằng không đúng không? y bằng 0 thì trả lời tại 0 chính bằng 14 đúng chưa? Index của, của thằng này là là 0 mà. Trả lời tại 0 bằng 14 thì nó kiểm tra là a, à, A ans bằng trả lời tại y thì nó đưa ra câu trả lời là correct bởi vì nó chạy cái lệnh này. Tiếp theo chúng ta trả lời sai này. Nó chạy đến vòng for thứ 2, y lúc này bằng 1. y bằng 1 thì thằng quét tại 1 bằng bằng 5 nhân 10. Đây phần tử index 1 mà, đúng không? Quét tại 1 bằng 5 nhân 10. Có bạn nhập câu trả lời này. Nhập câu trả lời là sai đi, 4 này. Đó. các bạn nhập 4 thì nó sẽ gán vào thằng ANS là 4. Nó kiểm tra 4. Xem là có bằng trả lời tại một không. Trả lời tại 1 các bạn bao nhiêu? Bằng 50 mà, đúng không? Nên hai thằng này không bằng nhau, không bằng nhau thì nó thực hiện khối lệnh eo. Nó đẩy ra kết quả là sai. Mà nó đẩy ra câu trả lời là trả lời tại y. Đó. Trả lời tại y chính là 50 này, đó. Thì nó bảo là sai, câu trả lời là 50. Đó. Tương tự như thế, những cái thằng đằng sau cũng thế thôi. Các bạn cứ nhập câu trả lời vào thì nó sẽ so sánh rồi năm chia nguyên cho hai là bằng bao nhiêu hết đúng không sai 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 đó. thì đây là kết thúc chương trình rồi ở đây các bạn cũng có thể viết thêm một đoạn nữa là các bạn kiểm tra xem sau khi mà kết thúc chương trình ấy là sẽ phải sâu ra kết quả xem là người dùng người ta đã trả lời đúng bao nhiêu câu và sai bao nhiêu câu Đấy, thì các bạn hãy tự viết đoạn này nhé viết đoạn này thì cũng dễ thôi là các bạn kiểm tra thì nếu mà trả lời đúng thì chúng ta có một cái biến đếm đúng nữa đúng không tăng cái biến đếm đúng lên lên cộng 1 trả lời sai thì chúng ta tăng biến đếm sai lên cộng 1 và kết thúc chương trình các bạn xuất ra là à, bạn đã trả lời đếm đúng bao nhiêu câu sai bao nhiêu câu ở bên dưới thì các bạn hãy tự viết cốt bài này sau đó thì các bạn post cái phần câu trả lời của các bạn ở phía dưới video để các bạn khác học hỏi và tham khảo bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi